Hành tinh này nhìn cũng đẹp đó, ta sẽ chiếm lấy nó. Đi, hãy đỡ cú ném xem xét đây. Trời ơi, ném cao vậy, ai mà đỡ cho nổi. Có vật thể lạ tấn công. Ủa, hồi nãy mình ném đi đâu vậy ta? À, đây rồi, làm tìm nãy giờ. Bạn tìm gì mà tìm cả buổi vậy? Đúng đó, ném cho mạnh vô rồi đi tìm mất thời gian ghê. Ném mạnh có chút xíu à, mà mấy bạn cằn nhằn quá à. Ném phi thuyền của ta hả? Tông vào bể nít luôn. Đau quá. Bạn cố tình ném trúng mình phải không Bụng Bự? Ủa, đâu có đâu. Mình rõ ràng là ném lên trời mà. Từ nay mình sẽ không thèm chơi với bạn nữa. Mình mà thèm chơi với bạn hả? Thôi mà, đừng có bo xì nhau mà. Cư dân trái đất thật là dễ chia rẽ. Cứ thế này thì ta sẽ thông tỉnh trái đất sớm thôi. Không lẽ bắt được rồi. Các ngươi mau thả ta ra, ta phải chiếm lấy trái đất. Ồ, vậy là mình lấy lộn cái đĩa bay của tên này hả? Và chính hắn cũng khai là đã điều khiển cái dĩa tông vào đầu mấy bạn. Ờ, vậy là mình trách nhầm Bụng Bự rồi. Thả ta ra. Sao các ngươi không cãi lộn nữa đi? Cãi lộn mất đoàn kết để ngươi thừa cơ chiếm lấy trái đất hả? Còn lâu. Đường trái đất bọn ta đoàn kết lắm. Vì đoàn kết là sức mạnh. Ngươi thua rồi. Quán tù xì ra cái gì ra cái này. À ha, đớm. Đưa cái mũi của bạn đây cho mình. Chà. Đâu có đâu, mình làm nhẹ hiều chứ bộ. 2, 3. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. À ha, đớp lại thua nữa rồi. Hai đứa mình cùng thắng đớp. Nào nào, cho mình mượn cái mũi nào. Xong hôm nay, mũi của đớp sẽ cao lên 10cm luôn đó. Mà nó còn bự ra và nhỏ lên như trái cà chua nữa đó tay to. Mình không chơi nữa đâu. Các bạn hèn nhau ăn hiếp mình. Đâu có đâu. Chơi cái này là hên xui mà. Có ai biết ai đang suy nghĩ gì đâu mà hè nhau ăn hiếp chứ. Các bạn xạo, mình nghĩ chơi. Hôm nay xui quá à. Đau hết cái mũi. Giá mà biết được tay to và Bụng Bự ra cái gì thì mình sẽ cho họ biết tay. Xin chào quý khách. Có phải quý khách đang muốn biết suy nghĩ của người khác hay không? À, hay quá. Cái nón này biết mình đang nghĩ gì luôn. Biết chứ. Vì tôi là máy đọc được suy nghĩ mà. Yeah. Đúng là thứ mình cần. Tài to Bụng Bự sẽ biết tay mình. Quánh tù xì ra cái gì này. Xuống thiệt chứ. Mình ăn quá
mắt con kia. Mắt hắn lại cho ta. Biết ngay là con sẽ gây ra chuyện mà. Sao con dám lấy cái máy đọc suy nghĩ của ba vậy? Dạ, con chỉ muốn phá hai bàn tay to và bụng bự thôi. Tại con tham lam. Đây là cái loại máy ba chế tạo ra để đọc suy nghĩ của các loài vật, giúp cho bác sĩ thú y chữa bệnh. May mà ba đến kịp đó, nếu không thì con tiêu rồi. Dạ, con sợ rồi ba. Chiêu tương. Ăn ngược lại rồi nè. Chiếu bí. Không chơi nữa. À, chơi gì kỳ vậy? Tức quá, xíu nữa là thắng rồi. Ui da, đau quá. Mà hồi nãy mình có hơi nóng tính quá không ta? Em bự, đi ra đội với mình không? Ê, hay á, đi liền. Vậy là mình hất đổ bàn cờ luôn. Mình có nóng tính quá không vậy? Chắc là có đó. Mà không sao đâu. Một lát về, bạn xin lỗi tao to là được. Tại tao không có giận dai đâu. À ha. Mà bây giờ mình đi đâu vậy đó? Ba mình nhờ chuyện lá thư này tới cho hành tinh bung bóng. Nhưng là có gì gấp lắm đó. À, vậy thì mình tăng tốc đi nhanh thôi. Không được đâu, phía trước hình như có ùn tắc giao thông rồi. Hả? Trên vũ trụ mà cũng có kẹt xe nữa hả? Có chứ sao. Chà, hàng này hơi dài, chắc phải đợi hơi lâu á. Ôi trời ơi, kẹt gì mà kẹt dữ vậy? Mình vượt lên đi đớm. Không được đâu, mình phải tuân thủ theo luật giao thông chứ. Nhanh lên giùm cái đi. Thôi mà, làm như vậy thô lỗ lắm đó. Mình có quan tâm, chờ nguyên một hàng xe như vậy thì biết chừng nào mới xong. Lê ơi, anh nhìn coi, bà như làm gì rồi bụng bự. Thôi xong rồi, không biết có ai bị thương không nữa. Ôi trời ơi, mấy đứa có bị làm sao không? Có bị thương trầy trụa chỗ nào không? Dạ, tụi con không có sao hết. Mà tại con nó mới xảy ra tai nạn cho mọi người. Đầu đuôi là sao nè? Dạ, là tại con, con nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên đã gây ra tai nạn cho mọi người. Con cảm thấy xấu hổ quá à. Con hãy xem đây là một bài học đắt giá. Nhưng con rất cần sửa đi hành vi nóng nảy của mình. Nếu không, sau này mọi việc con làm đều hỏng hóc và đổ bể hết. Dạ, con nhớ rồi. Các em trật tự. Học sinh đứng. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lớp chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả bụng bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng thì đừng có xin nha. Không được, mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình.
Xong nhiệm vụ rồi, mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa, có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dừa của đớm mọc rồi nè, bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi. Sao mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để bánh quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha. Không hiểu sao sáng thức dậy thì trái dưa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn chồng dở quá đó. Nhìn trái dưa của mình nè, bự chưa? Chứ không phải, tại bạn giới trò hả bụng bự? Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua mình đã quay được cảnh bạn lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạng nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm chân không lại nên bày trò đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như bụng bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu, chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Bum 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 yeah. Bum 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 bum. Chúng em chào cô ạ. Bum 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 bum. Chạy lên đi ngọn lửa cao nguyên. Dạ, chúng em chào cô. Các em ngồi xuống đi. À, cô vừa có một ý này hay lắm. Sao hôm nay lớp chúng ta không đi tham quan hành tinh âm nhạc ha? Oh yeah, cô là số 1. Hành tinh âm nhạc hả? Mình đi thử đi thử. Cô, hai anh tụi em đi thử đi. Bụng bự có vẻ thích nhạc quá ha. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt đó các em. Âm nhạc giúp cho cuộc sống con người sinh động và thú vị hơn đó. Mà đâu có ai gì nghe nhạc như bụng bự đâu, phải không cô? Tại sao các em không tự tìm hiểu ở hành tinh âm nhạc nè? Wow, những nốt nhạc kìa, bay nhảy khắp nơi luôn. Lớp chúng ta đi tham quan nha. Ở hành tinh âm nhạc có rất nhiều vùng đất dựa trên những phong cách và thể loại nhạc khác nhau. Chúng ta có nhạc hiện đại, nhạc cổ điển nè, nhạc êm dịu nè, rất nhiều luôn. Có thể nói âm nhạc là thứ kết nối mọi người và ai cũng có thể nghe nhạc được. Vùng đất giao hưởng. Ồ, âm nhạc có đang nghe du dương quá cô ha. Đúng rồi, nhạc giao hưởng được xem như loại nhạc xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi em bé nghe còn có thể phát triển trí tuệ nữa. Nhạc gì mà nghe sến quá à. Em qua bên kia chơi nha cô. Hai anh cũng thích nghe nhạc điện tử hả? Chứ sao, quẩy lên đi mới đua. Yeah, lên là lên là lên là lên. Tắt nhạc ngay. Sao mọi thứ sơ sát quá vậy? Ui da, tự nhiên lỗ tai của mình nhức quá ta. Đạp đổ thùng rác, lăn trên bãi cỏ là do em làm đó bụng bự. Còn lỗ tai nhất là việc kết cấu tai trẻ em chưa chịu được âm thanh lớn liên tục. Nếu tiếp tục nghe nhạc lớn thường xuyên có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc luôn á. Cô giáo nói đúng rồi đó anh bạn nhỏ. Em thử tìm nghe những loại nhạc thiếu nhi đi, thích hợp với lứa tuổi của mình. Hồi còn nhỏ anh cũng nghe nhạc thiếu nhi không à. Bây giờ em hiểu rồi. Cảm ơn cô và anh đã chỉ cho em một bài học về âm nhạc nha. Wow, khu
khung cảnh thiên nhiên thật là yên bình, thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớp đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin các bạn quan sát thử đi. Thôi đớp tự nghiên cứu đi, mình đi chụp hình đây. 2, 3, cười lên nào. Chu môi xịt tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này, thế nào các bạn cũng thích cho coi. Ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À, bụng bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á Tài To, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ai, à. Ê, đau à. Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi. Có ai đó đang nhéo vào tay mình. Ai? Ai đang chọc phá bạn của tôi? Ra mặt đi. Chính là nguyên nhân. Ai là người khắc những miếng lạnh thân cây vậy? Là mình cũng vẽ đôi tay. Là mình, mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy, thân cây chuồng chị các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn khắc thân cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai cũng quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn dễ bậy, ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiều buông ánh sáng. Trên trời cao. Tại mình còn nhỏ, từ từ mình sẽ sáng như mọi người thôi. Ngôi sao sinh ra là đã sáng rồi. Đúng rồi, đồ thừa. Một ngôi sao sáng bạn biết phát sáng thì bỏ đi cho rồi. Sao mấy bạn lại nói vậy? Ơ, à, lỗi bị tắt rồi. Chắc là tại gió to quá đó. Thắp lại đèn là được à. Hả? À, hình như là có tiếng ai khóc thút thít thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? Ơ, à, mưa rồi. Chạy nhanh về nhà, không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi. Hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hấp hối con. Tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua.
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Thấy chưa? Không được mà. Con chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cố lên đi. Mình tin mẹ làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin mẹ làm được. Sao nhỏ kìa, nó còn sáng hơn mặt trăng nữa. Sao mà sáng dữ vậy? Đó là vì lời đồng yêu của mọi người giúp mình tin vào bản thân. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn xói xả. Ai trời ơi, xấu hổ quá. Nấp vào cái đám mi này đi. Sao nó bệnh gì mà ho sặc sủa à? Đừng có lo, để cho thầy xem. Có chuyện gì không ổn hả thầy? Con chị bị bệnh rất là nặng, không ổn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Phải cần một nguyên liệu đặc biệt để chữa bệnh. Đó là gì hả thầy? Tai thỏ. Tìm cho được một cái tai thỏ thì mới cứu được con của chị. Mình đánh nha. Chị nhìn kìa, có thứ mình cần tìm rồi. Tai to đánh cầu siêu quá à. Cũng thường thôi. À, cháu gái à, cháu có đôi tai đẹp ghê. Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có thể cho ta một cái không? Dù sao cháu cũng có hai cái tai lận mà. Làm sao cháu có thể cho cô tai của cháu được? Cô cần tai thỏ để cứu con của cô. Nó bệnh nặng lắm. Không được, tai có tác dụng đón lấy âm thanh và truyền tới màng nhĩ, giúp ta có thể nghe được. Không hề có tác dụng chữa bệnh. Nếu con cô bị bệnh, cô có thể đem tới bác sĩ để khám. Đừng nhiều lời. Tai thỏ là một nguyên liệu rất quý. Đây là cách chữa bệnh từ ngàn đời nay rồi. Nếu mà chữa bệnh mà lấy tay của người khác thì người bệnh cho dù được khỏe mà cũng chẳng vui đâu. Chị chuột ơi, chỉ cần cắt được cái tay này, con chị sẽ khỏe lại liền thôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi đang cứu con của bà cơ mà. Tôi không cần nữa. Còn tôi khỏe mà người khác phải mất tay thì tối nay tôi ngủ cũng không ngon. Tôi không cần ông nữa. Tôi sẽ cho con tôi đi bệnh viện, chứ không phải cầu cứu hữu tục như mấy người nữa. Hừ, đi đây. Ôi trời ơi, cơm tơi. Anh đã bị bắt vì hành nghề mê tín dị đoan, can thiệp y tế phản khoa học. Anh đừng hòng trốn lệnh truy nã nữa. Cảm ơn các cháu đã giúp cô nhận ra những hữu tục từ xưa tới nay thì cần được bài trừ. Chữa bệnh thì phải có khoa học. Cô xin lỗi bé gái này nha. Bây giờ thì mình đưa con cô tới bác sĩ ngay đi, để bạn khỏe trở lại. Đi đi cô, nhanh lên. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Hả? Mình bị biến thành con chim rồi. Chim gì mà mập quá vậy? Bay cô không nổi nữa. Đốm ơi Đốm, là mình nè, bụng bự nè. Chíp chíp, chíp chíp. Cái con chim mập này, cản đường cản lối quá. Tránh ra đi. Thôi chết rồi, Đốm không có thể nghe thấy tiếng của mình. Lần đầu tiên thấy con chim béo tròn béo trục vậy đó. Thôi bye bye chim nhỏ nha. Thôi tiêu rồi, bây giờ mình phải làm gì đây?
đói quá à. Nguyên một khu rừng mà chẳng có gì để ăn hết. Hí. Vừa nói là có đồ ăn liền. Cuối cùng cũng có con mồi trắng câu. Bơ người ta, thả ta ra. Hên quá à. Bắt được ngay một con chim béo mấp. Ăn hết chắc là no tới chiều. Bơ người ta, cho sao ăn thịt. Kêu gào vô ít thôi. Thôi rồi, mình đây là con chim, chỉ kêu đâu có ai nghe. Cái này mình chết chắc rồi. Chuyện này chẳng khổ ta. Ta sẽ ăn luôn một nữa. Ôi trời ơi, trời ơi. Đừng có bỏ nữa. Khoan hô, các bạn đã đuổi được hắn đi rồi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn là việc ai cũng nên làm. Đúng rồi đó. Mình thiệt là xấu hổ. Trong khi mình ích kỷ xua đuổi các bạn đi thì các bạn lại giúp đỡ mình. Ơ, biết trở lại rồi. Trước giờ chúng ta không có hiểu nhau, nhưng từ nay chúng mình sẽ luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nha. Có đói bụng thì cứ tìm tới mình, mình có nhiều đồ ăn lắm. Con coi tivi vậy là đủ rồi con. Làm cái gì có ít hơn đi chứ. Như hôm nay là chủ nhật mà. Vậy con giúp ba mẹ làm việc nhà nha. Con chỉ thích làm việc gì lớn thôi. Việc nhà nhỏ xíu à, mẹ làm thì tốt hơn con đó. Lý sự dữ ha. Có việc này rất lớn này đốm. Cả ba và mẹ đều không làm được. Đốm giúp ba mẹ nha. Là việc gì vậy? Con sẵn sàng làm ngay. Nhưng con hứa là phải nỗ lực hết mình. Mẹ tin tưởng vào con đó. Dạ, cứ giao cho con. Vậy bây giờ con đắp đất lên toàn bộ các gốc cây trong vườn giúp ba mẹ đi. Hả? Con một mình đắp đất? Mẹ tin tưởng vào con. Việc rất lớn, chỉ có thể là con thôi. Cả ba và mẹ cùng ngồi nhau lừa gạt mình. Bực thiệt. Xúc đất mà là việc lớn. Việc dơ dẫn, vô ích thì có. Lại còn chỉ có mình con làm được. Nè 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 nè, cẩn thận. Có tôi muốn. Tôi mà bị té là anh biết tay tôi đó nha. Này Vui, anh làm gì mà leo lên cái xẻng của tôi vậy? Anh còn lo ái là sao? À, tôi đang mừng việc. Anh tới phá nát công việc của tôi mà còn to giọng cãi chày cãi cối nữa hả? Cái gì? Mừng việc? Cái này mà gọi là làm việc á hả? Mắc cười quá à. Nào anh em, chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không thể ai coi thường mình. Anh em đồng loạt tấn công. Đồng tiêu nè, dám nhạo báng người khác hả? Bắn gì mà cũng bắn dở ẹt. Hai tục tấn công, không cho đối thủ bỏ chạy. Anh em tấn công. Người ở đâu tới? Đã phá hoại công trường của chúng tôi, lại còn chê bai người khác nữa. Tôi không biết là các bạn ở lớp lung tung như vậy là làm việc. Ở trong lớp học dở lắm phải không? Đâu có, tôi học giỏi mà. Giỏi cái quái gì mà kiến thức chung bụi đất để làm đất tơi xốp còn không biết nữa. Thôi, giờ tôi xin lỗi dòng họ nhà Jun ha. Việc gì cũng có giá trị cả. Đốm xúc đất bón vào gốc cây là quan trọng lắm đó. Đúng vậy. Tại đốm cúi đò làm chuyện to không à. Jun Jun xuất sắc đã làm cho tên hấp dịch này hiểu ra vấn đề. Tôi sai rồi, sai rồi. Bỏ qua nha. Chơi và diễn tranh của con đâu hết rồi mẹ? Do con ham chơi quá, không chịu lo học hành.
thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay nè. Mẹ tức quá, dọn đem hết chai su su em của con rồi. Con không biết đâu. Sao mẹ không hỏi ý kiến của con chứ? Không chịu đâu, trả lời chơi về chuyện tranh cho con đi. Không có nói nhiều nữa, mẹ đã quyết định rồi, bây giờ là con phải đi học. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại, đóm. Mẹ không có thương mình gì hết á, mình không muốn ở nhà nữa đâu. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con để muốn nó học tốt hơn thôi, mà ai ngờ nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng nhỏ. Khi thấy nó thì em phải báo cho anh biết liền, nghe chưa? Sao nó này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy? Thôi, em đi ngủ đi, để anh coi chừng con giùm cho. Anh cứ ngủ trước đi, con bệnh như vậy thì làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy anh đi ngủ trước nghe, đốm của ba mau hết bệnh nghe con. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình, mình hối hận quá. Anh thấy con mình chưa? Chưa. Cũng tại em mà. Tại em là con mình nó mới bỏ nhà đi. Mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ. Con đi đâu? Con đi đâu mà mẹ tìm con hoài không thấy? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nó về là mừng lắm rồi em ơi. Bây giờ con đói rồi phải không? Con vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nghe. Dạ. Khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Lông sạc đã tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt nó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mang chạy đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chim ơi? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng, đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây, ta thích đốn thì đốn, có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này để khác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với.
ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Quý ông quý bà, chào mừng đến với buổi ra mắt phát minh mới nhất của tôi. Đó là robot bảo vệ. Đây là mẫu robot hiện đại nhất, không những có thể khống chế kẻ xấu trong nháy mắt, mà còn có thể đoán trước ai sắp phạm tội để ngăn chặn kịp thời nữa đó. Phát hiện có kẻ xấu. À, bị phát hiện rồi, dù là thượng sách. Trời đất ơi, mau bắt hắn lại đi. À, bác bò vàng có bị sao không? Tên này nguy hiểm quá. Con robot này rắc rối rồi đây. Công nhận robot mới của ba đốm dữ thiệt á. Ấy, nhìn kìa, vừa nói là tới luôn rồi. Robot đang đi tuần tra kìa. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Mau chạy ra xem sao. Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Cái tên kia, mau dừng lại. Không dừng thì các ngươi làm gì ta? Tên robot này đã tống đại ca ta vào tù, hôm nay ta phải trả thù. Tên kia, giờ có làm khác, còn có ta ở đây, đừng hòng hại các bạn nhỏ. Robot à, bạn có sao không? Tôi không sao, các bạn mau chạy đi, tên này nguy hiểm lắm. Được, chúng ta phải cùng nhau chống lại hắn. Đúng đó, vì mạnh đến đâu á cũng cần những người bạn giúp sức. Cùng sống lên nào mọi người. Trời ơi, đông quá, biết bắn ai trước đây. Mục tiêu bị rơi chi, cơ hội đây rồi. Tới đâu không ai có thể thành công một mình được cả. Đúng rồi đó. Búp bê đâu rồi? Chuyện gì bạn khóc vậy Tê To? Mẹ bị mất búp bê mẹ mới mua rồi. Sao bạn lại làm mất? Không phải mà làm mất. Mất mà không phải là mất là sao? Không hiểu gì hết trơn á. Là mình bị kẻ xấu lấy mất búp bê. Kẻ xấu? Em bé xinh của chị, em thiệt là dễ thương. Búp bê đâu rồi? Đúng như nghe ba nói là có rất nhiều đồ chơi trong thành phố bị đánh cắp á. Đồ chơi đại hạ giá đây, mua một tặng một. Hừ.
Đồ chơi đại hạ giá đây, mua một tặng một. Mua một tặng một. Đồ chơi đại hạ giá đây. Ôi, chuyện gì vậy? Tất cả đồ chơi của thành phố đã bị đánh cắp hay sao? Ôi, ai mà ghê vậy hả Đốm? Đốm không biết nữa. Đốm với ba đang điều tra nào. Mình không biết đâu. Hai bạn phải tìm lại búp bê cho mình. Nếu không, mình sẽ không chơi với hai bạn nữa. Ủa? Gì kỳ vậy Bụng Bự? Đúng là con gái mà. Nhưng mà nhất định Đốm sẽ điều tra ra chuyện này mới được. Mình cũng muốn biết ai đã lấy đồ chơi của thành phố như vậy nữa. Bà đã lắp được một thiết bị theo dõi vào trong chú khủng long đồ chơi này. Nếu bóng đen đánh cắp khủng long thì con sẽ biết được những đồ chơi khác đang ở đâu. Con cảm ơn bà. Hay quá, hay quá. Vậy là chúng ta sẽ tìm được đồ chơi cho các bạn nhỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ bóng đen đó quay trở lại để trộm con khủng long đồ chơi. Có khi nào nó quay trở lại nó không trộm khủng long con mà bắt mình vì đẹp như búp bê không? Hả? Mình nói chơi thôi mà. Kẻ đánh cắp đồ chơi kìa đó. Giờ mình làm gì nữa đó? Theo dõi thiết bị của ba mình thì biết được khủng long đồ chơi đang ở đâu. Mau đi, để mình xem coi khủng long đồ chơi đang ở đâu. Cái gì? Sao Kim hả? Sao mà xa dữ vậy? Mới đây mà hắn về tới Sao Kim rồi. Sao nhanh vậy? Để mình xem đường đi của hắn. Có cây cầu bắt từ trái đất đến Sao Kim sao? Chuyện này mới nghe à nha. Giờ sao đó? Thì mình đến đó để xem hắn là ai mà lại đánh cắp hết đồ chơi. Mình đi với... Bụi Mũi dám đi luôn hả? Mình muốn xem hắn là ai mà có thể nhanh hơn mình. Mình không tin lại có người nhanh hơn mình. Đốm, bạn đi nhanh như vậy thì làm sao mình chạy kịp? Đi thôi. Bình tĩnh đi Bụng Bự. Sợ quá à. Sao nước ở đâu? Ướt người mình hết rồi nè. Nhưng đem khỏi Sao Kim là nó thành đất hết á. Vậy hả? Mình đi tìm đồ chơi thôi. Hả? Thì ra chúng nhốt đồ chơi ở đây nè. Nhưng làm sao để cứu đồ chơi? Mình sẽ đánh thức khủng long dậy để... Bằng cách nào? Nó ngủ chèo queo luôn rồi kìa. Xem nè. Ô, hay quá, hay quá. Ai đó? Hả? Ai đó? Ai đó? Ai đó? Ai đó?
Thì ra là bọn búp bê này. Đúng là bạn tốt, không phụ bác cái gì cả. Đứng lại đó, ai cho các ngươi mang đồ chơi về? Bóng đèn đánh cắp đồ chơi đây hả? Ngươi đã đánh cắp đồ chơi của các em nhỏ. Trẻ em không được chơi những đồ chơi này. Mau đưa đây cho ta. Đưa cho hắn đi đơm. Không được, hắn là kẻ xấu. Chính các ngươi là kẻ xấu. Hôm nay nếu không đưa đồ chơi lại đây, các ngươi đừng hòng về đại đức. Để kẻ này cho mình đi đó. Được thôi. Hắn nhanh quá. Phun lửa. Phun nước đi khủng long. Hắn quá nhanh. Sao, các ngươi còn chiêu gì nữa không? Hết rồi. Giờ tới lượt ta. Chú mệt quá à. Chỉ có vậy mà dám lên đây lấy đồ chơi à? Các ngươi đúng là tiếp tay cho kẻ xấu mà. Ba. Không phải sao? Ngươi đánh cắp hết đồ chơi ở thành phố, làm cho các em nhỏ không có đồ chơi. Ngươi là kẻ xấu. Các ngươi không biết gì hết. Ta đang giải cứu cho các bạn nhỏ. Giải cứu gì chứ? Những đồ chơi này là đồ chơi độc hại, có tẩm độc làm hại các em nhỏ, nên ta mới lấy về đây để tiêu hủy. Có chuyện đó sao? Ngươi không biết đồ chơi này từ những kẻ xấu ở hành tinh Cà Tưng mang đến bán rất rẻ để đầu độc trẻ em trái đất sao? Sao? Ngươi đánh các bạn khủng long, bạn ấy không phải do kẻ xấu mang đến bán đâu. Cả người khủng long không có chất độc, nhưng bóng đèn trên đầu hắn là thiết bị của hành tinh Cà Tưng. Thì ra ba đớm xài đồ Cà Tưng. Vậy để mình nói với ba mình, làm một đợt kiểm tra để loại bỏ những món đồ của Cà Tưng. Không cần đâu, các bạn hãy cầm thiết bị này về trái đất. Các bạn sẽ dò ra được những đồ chơi độc hại. Vậy thì hay quá. Vậy chúng ta về trái đất để làm liền đi. Chết rồi. Vì sợ người Cà Tưng phát hiện, ta đã phá hủy cầu ánh sáng rồi. Không còn đường tắt để về. Hả? Cái gì? Mình chỉ nói chơi thôi, chứ các bạn đi về đi. Tưởng không về được nhà rồi chứ. Mình chỉ chế tạo để đốt chơi thôi mà, đâu có bán đâu. Không làm thì để mình với đốm làm. Hai bạn không nghe lời mình, có chuyện ráng chịu đó nha. Chuyện gì chứ? Tai to nhát quá. Tai to về chơi may quần áo cho búp bê đi. Đúng vậy, con gái thì chơi vậy thôi. Hai bạn không thèm chơi với hai bạn luôn. Chúng ta sẽ làm thật nhiều pháo để Tết đốt ha. Ừ, mình sẽ đốt pháo cho sướng luôn. Mà làm lâu vậy không biết có kịp không nữa. Tranh thủ thôi, ba mình về mà thấy á là sẽ tịch thu hết á. Chúng ta mới làm được con viên à. Đếm. Chuyện gì vậy Bông Bự? Viên pháo mất tiêu rồi. Sao lại mất được? Chắc nó rớt đâu đó thôi mà. Nó kìa đớm. Đâu?
viên pháo lý lắc này. Hai con thấy thế nào? Tại sao hai đứa đã biết là chế tạo pháo là sai mà vẫn làm? Dạ, con biết lỗi rồi ba. Con không dám nữa đâu ba. Cũng may là chỉ có một viên, nên hai đứa và phòng nghiên cứu của ba mới còn nguyên. Chứ nếu không thì... Hả? Có lẽ không đơn giản như thế này, phải không hai đứa? Cái gì? Ba mẹ ơi, có con mắt khổng lồ ngoài cửa sổ. Sao vậy con? Sao vậy? Đâu? Đâu? Hồi nãy con thấy ở cửa sổ này có phải hay không? Dạ đúng rồi đó ba. Con mắt khổng lồ kêu nữa. Một con cá voi bay đó nhà mình ơi. Hả? Cá voi mà cũng biết bay hả ba? Đúng rồi, loài này cực kỳ hiếm. Rất ít cá thể được phát hiện ở trên thế giới này. Vậy là nhà mình may mắn lắm. Vì sao cá voi này bay được vẫn còn là một bí mật. Dạ bây giờ chúng ta có cơ hội khám phá bí mật này rồi. Yeah. Ủa, răng cá voi đâu ba? Bong bóng mắt cho cái gì mà nhìn lại ghê á. Cá voi xanh là loài không có răng xương. Sụn của cá voi tạo thành răng lược để lọc thức ăn thôi. Chắc là vừa ăn vừa bay nên mới bị dướng bong bóng vào miệng đây nè. Vậy để con gỡ bong bóng ra cho cá voi nha. Ta là hải tặc bò tót, các người mau vào cùng cái giời đó cho ta. Mắc cười, mặc đồ hải tặc mà đi thuyền thúng. Kệ ta, thuyền lớn vượt đèn đỏ bị giam rồi. Các người không giao con cá mà còn lóc cá với ta. Đừng hòng ta giao cho các người. Được, vậy ta sẽ tự tay lấy. Rồi ta sẽ quay lại. Hải tặc thuyền thúng chạy rồi hả? Lẹ ghê ha. Phát còi cảnh sát từ cái loa mà chạy mất tích à. Nhưng mà để bé cá voi ở nhà mình hoài cũng không ổn đâu. Lỡ kẻ xấu như tên bò tót hồi nãy bắt được thì càng không ổn. Vậy cho cá voi con ở nhà mình đi ba mẹ. Dù sao thì bạn đó cũng bay về nhà mình được mà. Tạm thời vậy đi. Vui quá là vui. Trời ơi, tìm quá trời tìm mà không biết loài cá voi bay này sống ở đâu hết. Trái đó có 7 châu lục và 5 đại dương. Bạn sống ở đâu hả cá voi bay? Là Nam Cực. Đúng rồi, là Nam Cực. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Ủa,
Mà sao lại là Nam Cực hả ba? Nam Cực khác Bắc Cực chỗ nào? Nam Cực và Bắc Cực là hai cực của trái đất. Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực rất nhiều. Và Nam Cực cũng không phải là lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Cho nên, việc loài bí ẩn như cá voi bay sinh sống tại đó là hợp lý. Vậy mình chả biết có do về với gia đình ở Nam Cực đây ba mẹ. Hợp lý, nhà mình đi Nam Cực bằng máy bay nha. Yeah. Không uổng công trình nãy giờ. Bây giờ thì ta có thể hốt trọn ổ nhà cá voi bay rồi. Chỉ có cá voi là vui vẻ với thời tiết như thế này thôi. Nam Cực rộng như vậy, biết tìm gia đình của cá voi con ở đâu đây? Ghê ha, lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như vậy. Không biết một lát nữa hết mưa có cầu vồng không ha? Chắc là có thôi. Mưa to như vậy, trứng cầu vồng chắc chắn sẽ nở. Wow, không có gì thích thú bằng cảm giác mới mưa xong. Ê, có cầu vồng thiệt kìa. Đẹp quá ha. Hình như có cái gì lạ lạ. Sao cầu vồng này chỉ có 6 màu thôi? Cầu vồng thường là có 7 màu mà đúng không? Hả? Màu tím nó mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra với màu tím rồi? Không biết nữa. Chắc là chúng ta phải đi tìm hiểu thôi. Khởi hành thôi. Nhưng làm sao tìm được màu còn lại bây giờ? Thì mình cứ đi theo cầu vồng thôi. Tới cuối chân cầu vồng chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Sắp tới rồi. Tới nơi rồi. Bây giờ mình đi lại mấy chiếc trứng cầu vồng xem có con gì ăn mất nó không. Không muốn xa mẹ đâu. Ngoan nào con trai, con đã lớn rồi, con phải ra đó với các anh chị của con chứ. Nhưng mà không có mẹ thì buồn lắm. Xin chào trứng tím, anh là Đốm. Anh tới đây để tìm hiểu tại sao cầu vồng trên kia chỉ có 6 màu thôi. Thì ra em còn ở đây. Cầu vồng có 6 màu thì làm sao hả anh? Anh nghĩ là mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Nhiệm vụ hiện tại bây giờ của anh là học thật giỏi, để sau này lớn lên thành một người có ích. Còn em, anh nghĩ nhiệm vụ của em là ở trên kia kìa, mang vẻ đẹp tới cho muôn loài. Nếu em cứ mãi trốn với mẹ thì cầu vồng sẽ không bao giờ đẹp nữa. Có đúng vậy không hả mẹ? Đúng rồi đó con trai, mẹ con mình vẫn có thể gặp nhau ở trên trời mà. Tạm biệt các anh, hẹn gặp mẹ trên đó. Tạm biệt.